PSG không ngại để Bayern cầm bóng ở phần sân nhà của mình. Bình luận viên đã nói như vậy ở trận chung kết Champions League mùa giải 2019-2020 và ngay sau đó, đó là khoảnh khắc mà Thiago Alcantara đã cho thấy thế nào là ma thuật. Bóng nằm gọn trong màn lưới của PSG không lâu sau đó, một bàn thắng là đủ để đưa hùm xám trở thành ông vua mới ở đấu trường châu Âu. Và dù Kingsley Coman đã là người nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, thì vai trò tối quan trọng của Thiago là điều không ai có thể phủ nhận. Năm nay, tiền vệ người Tây Ban Nha đã 29 và anh đã từ chối gia hạn hợp đồng. Bayern hiểu, họ buộc phải bán đi trụ cột của mình. Còn Liverpool, giờ họ đã sẵn sàng cho tất cả. Không khó hiểu tại sao The Kop lại muốn có được Thiago. Đội quân của Jurgen Klopp gần như làm được tất cả mọi thứ, ngoại trừ những điều mà Thiago có thể. Mọi vị trí trong đội hình của Liverpool đều ổn, thế nhưng tôi nghĩ có một vài khu vực rõ ràng là nên được cải thiện. Đó là những gì mà cựu danh thủ Jamie Carragher đã chia sẻ với Sky cách đây không lâu. Phương án phòng ngự cho Andrew Robertson đã có, điều này sẽ giúp ích ít nhiều cho mặt trận tấn công. Thế nhưng một tiền vệ kiến tạo có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên rất khác. Dưới thời của Jurgen Klopp, phong cách của Liverpool đó là phong cách tấn công vào hai biên, và đó chính là điều khiến cho kịch bản Thiago tới Anfield trở nên cực kỳ thú vị và đáng trông chờ. Thiago Alcantara, một chuyên gia chuyền bóng đến từ Tây Ban Nha với những năm tháng tuổi trẻ tại Flamengo, nhưng lại được bồi đắp những phẩm chất của mình như một cầu thủ hàng đầu tại Barcelona. Chính nhờ bản lý lịch đó, tất nhiên cùng với khả năng thiên bẩm của mình, Thiago như được sinh ra để chơi ở tuyến giữa, được sinh ra để xử lý bóng trong không gian hẹp. Chẳng phải ai khác mà chính Pep Guardiola đại tài đã đưa ngôi sao năm nào ra ánh sáng. Ông là người đã giúp anh có trận ra mắt với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng là người đầu tiên tại Munich nghĩ về việc đưa Thiago đến Đức. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất mà tôi muốn có, sẽ là cậu ấy hoặc không ai cả. Đấy, Pep đã nói như vậy để thể hiện quyết tâm của ông. Khi đó là năm 2013 và Thiago sau đó đã đặt chân đến xứ Bavaria. Anh đã thành một trong những biểu tượng cho giai đoạn mà Bayern hoàn toàn thống trị nước Đức. Thiago từng được xem là một cầu thủ hoàn hảo để đá trong hệ thống của Pep, nhưng giờ thì anh đang ở rất gần với Liverpool của Jurgen Klopp. Tất nhiên, thế giới bóng đá luôn vận động không ngừng và tất cả đều phải thích nghi và học hỏi lẫn nhau để trở nên tốt hơn. Klopp cũng không nằm ngoài quy luật đó và cũng đã có những thay đổi được ông đưa ra khi nhìn vào những gì mà người đồng nghiệp đã làm tại Etihad. Dù vậy, về cơ bản, triết lý cốt lõi của Pep và Klopp là hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng vì thế, Thiago sẽ là một cái tên đáng chờ đợi. Tại Bundesliga mùa giải trước, Thiago thực hiện thành công trung bình 82,6 đường chuyền mỗi 90 phút, tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh vượt quá 90%. Những con số đó nói lên, Thiago là một tiền vệ hàng đầu, nhưng chúng cũng chưa phản ánh hết được khả năng của anh. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng Thiago là hoàn hảo với hệ thống của Pep. Tại Manchester City, họ ưa lối chơi phối hợp ngắn và luôn chuyển bóng liên tục, kiến tạo cơ hội, đó là trách nhiệm của các tiền vệ. Chính vì triết lý này, Rodri cùng với Okagündüz trở thành những cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất trong số các tiền vệ Premier League mùa trước. Thậm chí, một cầu thủ được mệnh danh là vô chuyền như Jorginho cũng phải chịu xếp sau. Trong khi đó tại Anfield, họ không có một cầu thủ nào được xếp vào nhóm máy chuyền cả. Đây là điều không có gì đáng ngạc nhiên bởi phong cách đặc trưng sử dụng hàng tiền vệ của Jurgen Klopp. Tại Anfield, bóng được rải từ trung tâm hàng thủ đến các hậu vệ biên. Công việc của họ là dâng cao và tìm cách kết nối trực tiếp với những ngôi sao tấn công của đội. Và trong hệ thống này, vai trò của các tiền vệ thường là bao quát mọi thứ diễn ra trên sân, thu hồi quyền kiểm soát bóng và đặc biệt quan trọng đó là ngăn chặn các tình huống phản công của đối phương. Không giống như tại Manchester City, các tiền vệ của Liverpool không thường xuyên trực tiếp là người tạo ra mối nguy cho hàng phòng ngự đối thủ. Những đường chuyền có sức sát thương lớn nhất thường đến từ hai cánh, nơi mà họ có cặp hậu vệ thường xuyên tham gia tấn công là Trent Alexander-Arnold cùng với Andrew Robertson. Còn với các tiền vệ, thường thì công việc của họ là cố gắng đưa quả bóng ra hai biên. Như vậy, các tiền vệ của Liverpool thường chỉ mang tới những uy hiếp cho hàng thủ đối phương một cách gián tiếp mà thôi, khi mà lối chơi của họ luôn là tạo áp lực ở hai cánh, ép đối thủ phải giãn ra, qua đó xuất hiện những khoảng trống để tạo điều kiện khai thác cho ba mũi nhọn Mane, Salah và Firmino. Minh chứng cho sự tương phản trong triết lý của cả hai vị huấn luyện viên này đó là thống kê về số pha chọc khe của Kevin De Bruyne. Mùa trước, ngôi sao người Bỉ thực hiện điều này 13 lần, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào của Liverpool. Thế nhưng, khi Thiago thực sự cập bến Anfield với những phẩm chất của anh, có thể mọi chuyện sẽ khác đi. Tất nhiên, Liverpool sẽ không trở thành một phiên bản khác của City mà họ vẫn sẽ giữ nguyên những yếu tố cốt lõi trong triết lý của Klopp. Dù vậy, với khả năng xử lý bóng ít chạm tốt của mình, Thiago sẽ khiến những ảnh hưởng từ các tiền vệ trung tâm trở nên trực tiếp hơn, đồng thời giúp cho các cầu thủ chơi cánh có thể nhận bóng ở những vị trí nguy hiểm hơn. Và điều này rõ ràng là đặc biệt có ý nghĩa trước những đối thủ với cội nguồn sức mạnh nằm ở khả năng phòng ngự. Trước Liverpool, không nhiều đội bóng sẽ làm được những gì mà Leeds United đã từng làm trong trận khai màn Premier League. Phần lớn những đối thủ cửa dưới sẽ chọn lối đá theo kiểu dựng xe bus 2 tầng nhằm khóa chặt mọi con đường dẫn vào vòng cấm. Thế nhưng với Thiago, anh sẽ mở ra các cơ hội bằng những đường chuyền tưởng chừng như không thể nhờ khả năng chuyền bóng được tối luyện của những năm tháng đỉnh cao tại Bayern và Barca. Hai câu lạc bộ xem việc chuyền bóng là sự sống. rời nước Đức để khoác áo Liverpool, chơi bóng tại Anh và giành Premier League. Đó sẽ là một thử thách mới đầy thú vị cho Thiago. Tất nhiên, không dễ để thích nghi tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Thế nhưng, chúng ta có lý do để tin tưởng anh sẽ sớm hòa nhập và tỏa sáng khi cập bến Anfield. Thiago là một chuyên gia xử lý bóng hàng đầu, điều này chẳng có gì phải bàn cãi. Tại Allianz Arena mùa trước, cứ 7 đường chuyền được thực hiện trong 90 phút thì Thiago sẽ đóng góp một trong số đó. Con số này là tốt hơn hẳn so với các tiền vệ mà Liverpool đang có. Hãy làm một phép so sánh thì thống kê tương tự của Jorginho và Wijnaldum chỉ là 1/12 của Thiago. Bên cạnh khả năng phân phối bóng ấn tượng của mình, Thiago cũng sẽ cần tới một vài phẩm chất trong số đó để thích nghi tốt Liverpool. Ở chiều ngược lại, Liverpool được dự báo cũng sẽ có những sự thay đổi khi Thiago đến đây. Có lẽ với Virgil van Dijk và Joe Gomez, họ sẽ cố gắng tạo ra sự kết nối cùng Thiago để đưa quả bóng đến chân tiền vệ 29 tuổi nhiều hơn là tìm cách đưa trực tiếp cho Robertson hay Arnold. Và ở trên hàng công, Salah, Firmino và Mane cũng sẽ thoải mái hơn khi có người làm bóng ở phía sau. Tất nhiên suy cho cùng, Thiago không phải là một cầu thủ hoàn hảo với hệ thống của Klopp thời điểm hiện tại. Thế nhưng, chính anh cũng như là The Kop nữa, hai bên sẽ phải thay đổi để cùng hòa hợp với nhau. Và quan trọng hơn là để cho hệ thống hiện tại được tiếp tục cải tiến, bởi lịch sử đã chứng minh không có lối chơi nào là không lỗi thời cả, và tuổi thọ của chúng đang ngày một ngắn hơn trong thế giới bóng đá hiện đại. Thiago là cầu thủ xuất sắc bậc nhất của chúng tôi trong 7 năm qua. Cách cậu ấy thi đấu mang lại nhiều hứng khởi cho đội. Thiago luôn biết cách gây ngạc nhiên cho tất cả, vì cậu ấy biết cách giải quyết các vấn đề theo những cách mà không ai có thể tưởng tượng được. Làm việc với Thiago là một vinh hạnh. Cậu ấy là một con người tuyệt vời và là một cầu thủ chuyên nghiệp. Chúc mừng Jurgen Klopp khi có được Thiago. Đây là những gì mà mới đây Hansi Flick của Bayern đã xác nhận, và nó như một lời bảo chứng cho tài năng của anh. Vấn đề giờ đây chỉ là khi nào Thiago sẽ đến Liverpool mà thôi, và liệu anh sẽ thể hiện ra sao? Hãy cùng với cả bóng đá chờ đợi nhé.